À, xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ làm một cái video mang tính chất sáng tạo, đó là chúng ta tận dụng những cái vật dụng trong gia đình không dùng đến để có thể tạo ra những cái chiếc đèn thắp sáng phòng khi mà bị mất điện thì chúng ta có thể là tận dụng để phục vụ trong sinh hoạt trong gia đình. Thì trên tay tôi thì có một cái dụng cụ trang trí bằng sứ rất là đẹp. Tuy nhiên thì để trang trí cũng được mà chúng ta tận dụng cái dụng cụ này để mà tạo ra hai chiếc đèn thì cũng rất là thẩm mỹ và rất là tiện lợi. Và sau đây thì tôi sẽ tạo cho các bạn hai cái đèn thắp sáng. Thứ nhất thì ta sẽ tận dụng cái lắp, nó như là một cái đĩa, các bạn nhìn nó như một cái đĩa nhỏ. Đấy. Và hình thức của nó cũng rất là đẹp, chất liệu đặc sứ. Chúng ta sử dụng cái đĩa này và một tờ giấy ăn, chúng ta sẽ làm đôi vì cũng không cần thiết phải dùng cả, quận các bạn. Sẽ tạo thành một cái bức đèn. Nguyên liệu đốt cháy đó là một loại dầu ăn các bạn nhé. Và chúng ta đổ một chút dầu ăn vào cái đĩa này. Các bạn lưu ý là đổ một chút. Chờ một lúc thì để cho cái dầu này sẽ ngấm. Nó sẽ ngấm ngược trở lên cái bấc này thì chúng ta sẽ đốt. Các bạn nhìn một chiếc đèn rất là đơn giản. Và sau đây thì ta sẽ đốt sáng thử xem thế nào. Và như vậy là chúng ta sẽ được một cái đèn hết sức là đẹp. Và tôi thử tắt điện đi nhé. Wow, rất là sáng các bạn. Đây các bạn nhìn đây, một ngọn đèn rất là đơn giản tuy nhiên rất là hữu ích trong gia đình của mỗi nhà, bởi vì mỗi khi mất điện thì những cái ngọn đèn như này cực kỳ là tiện lợi cho sinh hoạt như là học tập và những cái sinh hoạt trong không gian nhỏ hẹp. Tiếp theo thì ta sẽ sử dụng một cái bộ phận chính của cái dụng cụ này, đó là chúng ta cúp ngược lại và cũng một cùng với một tờ giấy ăn. Chúng ta quận lại thành một cái bấc. Lần này thì ít hơn bởi vì là cái lượng mà chứa thì của cái dụng cụ này sẽ nông hơn. Đây các bạn nhìn này, sẽ nông hơn. Đây cái hình thức cái đèn này thì cũng rất là đẹp.
nó có độ cao và tay cầm. Đấy. Tay cầm. Và sau đây thì chúng tôi sẽ đốt chúng. Và ta sử dụng luôn cái đèn này. Chậm. Và như vậy là chúng ta có hai cái ngọn đèn. Chúng ta vừa chế tạo ra hai cái ngọn đèn để thắp sáng trong gia đình. Và chúng ta, các bạn có thể là tận dụng các cái đồ vật nào khác ở trong gia đình của mình cũng được để mà tạo ra những ngọn đèn khi mà cần thiết. Đây là những cái cách mà bản thân cũng tự nghĩ ra và các bạn cũng có thể nghĩ ra như thế này. Mong muốn là để chia sẻ với các bạn những cái mẹo hay trong cuộc sống hàng ngày. Nếu các bạn thích video và cảm thấy những cái cách này có hữu ích thì các bạn hãy chia sẻ cùng mọi người để mọi người biết. Xin chào và cảm ơn các bạn.